Người lương 10 triệu sống thành thơi, kẻ kiếm 47 triệu đồng vẫn thấy chật vật. Đây là cách để tiền trong túi luôn dư giả bất kể thu nhập. 75% triệu phú đồng tình. Khi mới được tăng lương, đừng vội tăng mức sống. Hãy đợi cho đến khi kiếm được ít nhất gấp đôi hiện tại. Bát kể số tiền thực tế mà bạn đang kiếm được là bao nhiêu, sẽ luôn có người nghĩ rằng bạn kiếm được rất nhiều và có người nghĩ rằng bạn chẳng kiếm ra đồng nào. Vẫn có những người kiếm được tới 2.000 USD, hơn 47 triệu đồng nhưng không thể tiết kiệm tiền. Và có những người vẫn sống thoải mái chỉ với 500 USD, hơn 11 triệu đồng. Vậy bằng cách để làm cho số tiền trong túi luôn dồi dào, bất kể số tiền bạn kiếm được là bao nhiêu. Nếu nghĩ rằng mình không kiếm đủ tiền, hãy tìm cách kiếm thêm bằng những gì đang có. Vào năm 2020, tôi chỉ có một nguồn thu nhập. Với đại dịch và sự bấp bênh trong công việc, tôi quyết định bắt đầu kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau để có phương án dự phòng nếu có vấn đề xảy đến với công việc chính. Kết quả là tôi có 300 USD thu nhập thụ động từ các quỹ chỉ số, 800 USD nhuận bút hàng tháng và 700 USD từ một công việc kinh doanh nhỏ. Khi mọi người không kiếm được nhiều tiền, họ thường chỉ biết phàn nàn và tiếp tục tiêu đến hết lương. Họ chỉ tập trung vào những gì có thể kiếm được bằng những gì đang có. Trong khi đó, nếu biết tập trung vào những gì có thể giúp kiếm nhiều tiền hơn, họ thậm chí có thể tăng gấp đôi thu nhập hiện tại, tập trung vào những quyết định lớn về tiền bạc vì cơ bản nếu bạn làm một công việc tầm thường bạn vẫn sẽ được trả tiền cho việc đó nhưng nếu bạn nghĩ lớn và làm lớn bạn cũng sẽ nhận được kết quả lớn điều quan trọng là áp dụng lối sống giúp bạn trở nên giàu có hơn về lâu dài hãy suy nghĩ về những quyết định lớn mà bạn đang thực hiện một ví dụ rất rõ ràng là hãy mang ô tô cho thuê thay vì phải trả một khoản phí bảo hiểm khổng lồ để lái chiếc xe đó bạn có thể sử dụng số tiền đó để làm hàng triệu việc tốt khác khi tập trung vào những quyết định lớn này bạn sẽ làm chủ cuộc sống tốt hơn hiểu cách kiếm tiền của ngân hàng. Hầu hết các vấn đề tài chính của khoảng 90% dân số là do ủy thác sự ổn định tài chính của họ vào ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, lợi nhuận của họ đến từ mức độ bán sản phẩm cho khách hàng. Vài lý do đó, để kiếm được nhiều tiền hơn hoặc ít nhất là bảo vệ những gì hiện có, bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của các ngân hàng. Khi đã biết cách họ kiếm tiền, về cơ bản giống như bất kỳ thị trường nào, lấy tiền từ những người không biết cách quản lý để đưa cho những người biết bạn sẽ trở thành người cùng kiếm tiền với họ tiền tệ mất giá theo thời gian hãy đầu tư vào hàng hóa hoặc tài sản càng sớm càng tốt tiền mất giá trị từng ngày vì vậy điều tốt nhất nên làm khi nhận được tiền là chuyển nó đến đúng nơi lưu ứng chuyển tiền đến các khoản thanh toán và đầu tư quan trọng ngay khi bạn có tiền bằng cách này bạn sẽ không để não mình có thời gian suy nghĩ về việc mua những thứ không cần thiết mót mẹo khác giúp quản lý tiền là đặt tên cho mỗi usd mà bạn sẽ nhận được Ví dụ, mỗi khi tôi kiếm được 10 USD từ một doanh nghiệp, tôi xác định số tiền này sẽ được đầu tư vào quỹ chỉ số hoặc dùng để trả tiền bảo dưỡng xe. Về ngắn hạn, tiền mặt luôn đứng đầu, về lâu dài, tài sản sẽ luôn thống trị. Câu ẩn đầu tư tốt nhất mà bạn có với tiền của mình trong thời gian ngắn là giữ nó dưới dạng tiền mặt thanh khoản trong một tài khoản khó tiếp cận. Bởi không có khoản đầu tư ngắn hạn nào mang lại lợi nhuận vừa đủ tốt vừa an toàn. Vì lâu dài, bất kỳ thị trường nào cũng có thể được khai thác bất động sản, cổ phiếu, vi, vi, tất cả đều cho kết quả tốt trong thời gian dài. Nếu hiểu cách chúng hoạt động cũng như những rủi ro, bạn sẽ làm chủ cuộc chơi, sống phù hợp so với thu nhập. Mót thứ giúp tôi xác định số tiền mà mình thực sự có thể chi tiêu là quy tắc 50 trên 20 tháng 30. Nếu có thể tiết kiệm ít nhất 20% tiền lương và thanh toán tất cả các khoản chi tiêu với 50%, thì tôi biết mình có đủ khả năng chi trả cho lối sống đó. Nếu không, tôi phải cắt giảm một số chi phí nói đang có một lối sống phù hợp với mức lương hiện tại và bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn thì điều thông minh nhất là tiếp tục lối sống đó, đồng thời tiết kiệm và đầu tư số tiền dư giả. Điều này sẽ giúp bạn hoàn thành các mục tiêu tài chính nhanh hơn. Mọi khoản đầu tư đều có thể về không. Bất kể khoản đầu tư, công việc kinh doanh có vẻ an toàn đến mức nào, mọi thứ đều có thể về không. Chẳng hạn, mọi thứ tôi mua khi được quảng cáo rầm rộ đều đã mất ít nhất 90% giá trị ban đầu. Không có gì được đảm bảo 100% và không có gì là an toàn 100%. Hãy ghi nhớ điều đó để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn với số tiền của mình. Số tiền bạn tiết kiệm và đầu tư còn quan trọng hơn thu nhập của bạn. Zazie trong bài báo nghiên cứu trên 10.000 triệu phú này cho bạn thấy sự thật về việc làm giàu, đã giải thích cách hầu hết các triệu phú đều tự thân lập nghiệp và hơn cả việc kiếm nhiều tiền, họ chỉ học cách đầu tư những gì hiện có. Một nghiên cứu khác về các triệu phú cho thấy một triệu phú trung bình kiếm được ít hơn mọi người vẫn nghĩ. 33% triệu phú chưa bao giờ kiếm được hơn 100.000 USD trên năm tại bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp. 31% triệu phú kiếm được khoảng 100.000 USD trên năm trong suốt sự nghiệp. Chỉ 15% triệu phú từng giữ vai trò lãnh đạo cấp cao, CEO, CFO, V, V. 75% triệu phú cho rằng đầu tư nhất quán trong một thời gian dài là lý do chính giúp họ thành công. Hay tập trung vào số tiền có thể kiếm được và tiết kiệm với những gì hiện có, rồi cuối cùng bạn sẽ trở nên giàu có. Bất kể hiện tại bạn có bao nhiêu tiền, số tiền cần để sống ít hơn nhiều so với bạn nghĩ. Nếu người lo lắng về tiền bạc vì nghĩ rằng họ cần kiếm tới hàng triệu USD để trang trải cho một số lối sống nhất định, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, lối sống mà họ muốn đạt được thường là những kỳ vọng không thực tế và lãng phí. Hay từ bỏ chủ nghĩa tiêu dùng và cố gắng sống một lối sống thực tế trong một tháng, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết các khoản thanh toán có lẽ không còn cần thiết. Bài viết của tác giả Desaiji Perzater trên Medium,